Garden 100 video và 100 video. Bọn mình đã đến Butchut Garden nha các bạn ơi. Đây bắt đầu đi. Butchut Garden ở Victoria. Wow. Vượt qua được chuyến phà 2 tiếng đồng hồ và đến chạy thêm 45 phút nữa chúng tôi đã đến Butchut Garden ở Victoria. Mời các bạn cùng đi mình nhé. Đẹp lắm các bạn ơi, đây là một vườn hồng nổi tiếng đó. Nếu mà mình tới Vancouver, tới Victoria mà chưa tới vườn hồng này là chưa phải tới được đâu nhé các bạn. Đấy. Nào cả nhà ơi, quay lại này. À, phim này, vào phim người này, đứng theo. Thế mà vào phim ấy thì mình bỏ cái gì ra một chút thôi xong rồi lại kéo lên. Tại vì bây giờ luật mới ở van là mình phải đeo khẩu trang thường xuyên. Cho nên là đây là mình... Đây, chúng tôi có cháu chị em chị mình ra đang quay phim. Let's go. Đứng thứ nhất của BC, đứng thứ nhì của thế giới. Và em tôi hôm nay là hướng dẫn viên của đoàn. Thì đây là mình mới vào phía bên trong nữa. Nói chung là không ổng đi vào, ai cũng phải đeo khẩu trang hết. Này em cầm lên đây. Đấy, nhưng mà mình tranh thủ quay tổng là 30 mấy đồng hả em ơi, 36 đồng cho người lớn. Đấy. Là bắt đầu mình đi vô xong đường quay nhé, rất là đẹp. Đứng đây đứng hết và đi, mỗi người ôm một góc đi, mỗi người ôm một bình hoa đi để vào phim. Rồi, mỗi người một bình à. Mỗi người một bình đi. Đẹp tuyệt vời luôn. Tạm biệt vườn hoa Duyên Xuyên của mình hoặc những người dịp khác quay trở lại và
mình lại đến thăm tiếp Cambia. Nói chung là đi vô trong này là mê ly rồi. Nhưng mà nó không có. Bây giờ hết rồi. Chụp với đấy rồi đằng sau rồi nó có cái gì? Nó chả có gì cả. Nó là ngồi mát thôi. Còn nếu mà mình muốn chụp xa thì mình phải chụp với phía này. Hoặc là chụp với này để lấy cái này.
gì, cái cục pin đâu, đưa cho nó đi. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left.
luôn xem, ủng hộ cho kênh YouTube của Nhung and Cuộc Sống Canada. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.